Xin chào tất cả các em. Bình thường các em vẽ chân dung, vẽ cha mẹ mình thì giống rất là giống con nít, và ngược lại vẽ con nít thì rất là giống người lớn. Tại vì sao? Tại vì các em chưa nắm được cái tỷ lệ khuôn mặt người. Vẽ khuôn mặt người chúng ta phải nắm được cái đặc điểm cũng như là thể hiện được cái trạng thái tình cảm của khuôn mặt. Và ngày hôm nay để thể hiện được điều đó, cô sẽ hướng dẫn các em vẽ chân dung. Và chúng ta sẽ đi vào bài mới, bài 20, vẽ theo mẫu, vẽ chân dung. Vẽ chân dung là chúng ta có thể vẽ khuôn mặt, vẽ ngang người hoặc vẽ toàn cơ thể người. Và khi vẽ chân dung thì chúng ta thấy là về cái khuôn mặt chúng ta có nhiều dạng khác nhau. Ví dụ như khuôn mặt hình tròn, khuôn mặt hình bầu dục, khuôn mặt vuông chữ điền, hoặc là khuôn mặt trái lê, trái táo, có nhiều dạng khác nhau. Muốn vẽ được tỷ lệ khuôn mặt người chuẩn thì chúng ta sẽ dựa trên tỷ lệ khuôn mặt người chiều dọc và chiều ngang. Chúng ta ví dụ ở đây là tỷ lệ khuôn mặt người trưởng thành thì chúng ta thấy phần đầu tiên sẽ là phần tóc. Và khuôn mặt người chúng ta sẽ được chia làm 3 phần bằng nhau, tính từ chân tóc cho tới cằm. Phần thứ nhất là từ chân tóc cho tới chân mày. Phần thứ hai là từ chân mày cho tới chân mũi. Phần thứ ba là từ chân mũi đến hết cằm. Tai nằm trong khoảng 2, là từ ngang chân mày cho tới chân mũi. Miệng nằm trong khoảng 3. Thì từ chân mũi cho tới cằm chúng ta được chia làm 4 phần bằng nhau. Phần 1 là nhân trung, phần 2 là miệng và 2 phần còn lại là cằm. Nếu như chúng ta nhìn dòng thẳng theo chiều dọc là như vậy, còn chiều ngang của khuôn mặt thì chúng ta được chia làm 5 phần bằng nhau, mỗi phần bằng chiều dài một con mắt. Thái dương là từ đôi mắt cho tới thái dương sẽ bằng một con mắt và bằng 1/5 bề ngang khuôn mặt. Một mắt bằng 1/5, khoảng cách giữa hai mắt bằng 1/5 bề ngang khuôn mặt, có nghĩa là bằng chiều dài một con mắt. Miệng thì rộng hơn mũi, khoảng cách giữa hai mũi thì thường là bằng 1/5 chiều ngang khuôn mặt. Đó là đối với người trưởng thành cũng như là tỷ lệ chuẩn của cơ thể người. Khi chúng ta đứng chính diện như vậy, còn chúng ta đứng ngang thì bắt đầu từ đuôi mắt cho tới ngay chỗ này là gọi là thái dương, thì chúng ta sẽ bằng 1/5 chiều ngang của khuôn mặt. Nhưng mà khi đứng chính diện thì chúng ta sẽ tính từ đuôi mắt cho tới vành tai là bằng 1/5 bề ngang khuôn mặt. Đó là tỷ lệ chuẩn. Còn khi chúng ta đứng chính diện mà vẽ thái dương mà bằng một con mắt là rất là rộng, nó sẽ cảm thấy là biến dạng cái chính diện. Tùy theo cái tỷ lệ khuôn mặt người khác nhau. Ví dụ như là người chúng ta thấy là ở châu Âu thì thường là ổ chân mày cao, mắt sâu, mũi cao và nhỏ. Còn người châu Á của chúng ta là thường là mũi rộng, mũi thấp, mũi tẹt. Cho nên là cái tỷ lệ này nó cũng sẽ thay đổi. Và khi chúng ta vẽ tỷ lệ khuôn mặt người của đối tượng nào đó, chúng ta sẽ nắm vào cái tỷ lệ chi tiết, cái điểm riêng của từng người đó để chúng ta vẽ cho chính xác. Khi mình vẽ chân dung thì mình sẽ dựa vào tùy theo đặc điểm của từng người. Ví dụ như là trán cao, trán thấp, trán rộng, trán hẹp, chân mày ổ, chân mày đậm, ổ chân mày nhạt, mắt to, mắt một mí, hai mí, mắt nhỏ, mắt hí, mũi cao, mũi thấp, mũi tẹt, miệng rộng, miệng hẹp, mũi dày, mũi mỏng, hay là cằm trẻ, cằm vuông, hay là tai to, tai nhỏ, thì chúng ta sẽ có những tỷ lệ riêng của từng người chúng ta vẽ cho chính xác. Để phân biệt giữa người lớn và trẻ em thì điều chúng ta làm rất là đơn giản. Nếu mà ở người lớn thì tính chiều dài của đầu thì mắt ngay tại vị trí giữa, còn trẻ em thì ngay tại vị trí chân mày. Khi vẽ khuôn mặt người chúng ta sẽ dựa vào cái tỷ lệ khuôn mặt người để chúng ta xác định cái tỷ lệ của tóc, trán, chân mày, mắt, mũi, miệng, cằm, tai sao cho phù hợp cho cân xứng.